Lâu chạy với bạn, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi thăm cả BNS trên đường Tân Lộ Phú Xín lên một cửa hàng số 1 trên nước Mỹ để bán đồ camera dành cho YouTube cũng như là các riêng YouTube nói chung, camera nói chung. Không có cửa hàng nào ở nước Mỹ có thể sánh bằng cái cửa hàng này được, cho nên bây giờ mình sẽ quay cái camera lại cho bạn được ngắm đồ ở đây cho dân làm phim như mình ở dân YouTube thì thật là super đã. Đây là chiếc Blackmagic Design, Blackmagic Pocket Design vừa mới ra, mình rất là thích cái chiếc này, đang tính mua nó vì nó quá đỉnh để làm YouTube mà giá thì chỉ có 2.400, rẻ dã man mà chất lượng thì cao như là Red hoặc là Alexa. Nhưng mà nó có một yếu điểm là không có auto-focusing continuous, cho nên là mình còn đang phải nghĩ. Cùng đồ camera ở đây thì dã man, ăn gì cũng có, nhìn đã mắt. Mình cứ quanh quẩn trong này cả ngày không biết chán. Các bạn nhìn hàng nó cứ chạy ở trên này, nó hàng khách mua nó cứ chạy băng thuyền này đưa ra ngoài cho khách. Chui cái lỗ này nó cứ chạy ở trên, chạy băng nó chui cái lỗ này đó rồi đưa ra cho khách. Đây đi vào trong cái thế này. Đây là phần các loại lavalier microphone. Cái mình thích nhất là cái này. Mấy cái này đều good kìa. Đây là hàng cho YouTube. Mình lấy cái này đang được trộn này. Ngoài ra các loại rốt này mình thích đặt đó luôn. Nói chung là microphone thì dã man các bạn. Nhìn đã. Cái này cũng vậy. Đồ nhạt nhẽo thì mình không chịu, không dành lắm cho nên tôi bỏ qua xem cái khác. Vào đây thì chấp nhận là chóng hết cả mặt các bạn. Đồ máy tính thì mình không quan tâm lắm vì máy của nhà mình đã super mạnh rồi. Những loại này thì cho mình không thèm lấy, cho nên là khu vực này mình sẽ bỏ qua. Đây mình hiện nay đang dùng con MacBook Pro giống thế này, giá ở đây là 2.100 chưa thuế.
dùng khá là tốt. Thì nó mới sợ. Đây là khu vực tai nghe. Tai nghe mình dùng cái AirPods là đã rồi, mấy cái dòng này cho tụ làm nhạc thôi. Bên này là nó bán các loại loa Bluetooth. Con này nhìn nó vẻ phê rồi. Ồ, 600 bộ, rẻ quá. Nó nặng cho nên là mình không mua. Giờ đang chơi mà. Ôi dồi ôi, đèn. Các bạn làm YouTube thích mấy cái thảo lắm. Còn rẻ nữa chứ. Có 89 đồng. Ngoài ông ấy đang làm cái gì đây? À, chụp ảnh. Máy của ông ấy là Hazard. Nói chung là khu vực đèn đóm này mình cũng thích nhưng mà không có nhu cầu lắm nên mình cũng bỏ qua luôn. Cái mình thích nhất là khu vực ở trên tầng 2. Ở trên tầng 2 là chuyên các loại camera là khu vực mình thích nhất đi lên tầng 2. Ok. Cửa hàng này đi lên thì nó cho đi thang máy, còn đi xuống thì nó bắt người ta đi bộ như thế này. Tầng 2 bên trái vào một phát là khu vực bán đồ cũ, toàn mấy cái máy thời Napoleon cửa chuồng, thế mà nó cũng mang ra bán. Nè, mấy cái máy thời Napoleon cửa chuồng, thế mà nó cũng mang ra bán, không hiểu ai mua. Thậm chí cả mấy cái máy như thế này cho mình cũng vứt vào sập rác luôn chứ cầm cái này làm cái gì. Đây là toàn đồ khu vực đồ cũ. Chẳng có gì hay. Cái mình thích là mình đang định đổi một chiếc túi khác, tại vì cái túi này của mình này hơi xấu mà. Mình cần một cái túi da đẹp hơn. Nhưng đây toàn đồ cũ. Được cái đồ cũ thì nó vẫn còn tốt nhưng mà giá nó rất rẻ. Ưng lắm. Mình là ưng cái nào là mình phang ngay. Không muốn là ưng vào thì đánh chịu. Có cái này mình thấy có vẻ đẹp này. Nhưng mà giá nó thì đắt như quỷ. Bao nhiêu? 269 đô. Được cái dùng rồi. Thèm vào. Ôi, con thích design này đẹp quá. Có khi hay là khang con này. Xem giá nó bao nhiêu đã. Ôi, tận 216, đắt quá. Mà sao nó nặng thế nhỉ?
chưa có đồ trong trong đã nặng thế này rồi, thì có đồ vào nữa thì có mà chết thôi. Nhìn đi ra thì thích thật đấy, nhưng mà vừa nặng vừa mắc chứ không mà dại. Bạn này bán đồ mắc cũng như quỷ. Tôi đi DCI này cũng hấp dẫn phết, nhưng mà tận 50 đô này bị dùng cũ rồi nữa chứ. Thôi không cần. DCI này nó lại là thôi, mình đi đã, coi máy ảnh nữa. Nên khu trên này là khu máy ảnh mới, nhìn thì bóng mà lát cả mắt luôn. Khu vực này nó bán đồ skin camera không cần, hình ảnh đồ game và TV cũng không cần nốt. Nhưng mà cái chỗ này này là mình rất thích này. Này là ôi dồi ôi, các loại camera luôn. Hai quả trứng của mình gọi bằng cụ. Nghèo quá nhiều thứ hấp dẫn. Túi thì đang liệt. Đèn flash pro photo. Này mình thích con này lắm. Con này lắm, nhưng mà giá nó tận 10.000 mốt. Cho nên là chưa đến lúc. Ôi, mình thích nhất là quầy của Sony. Tại vì hiện nay mình chỉ dùng của Sony thôi, tại vì là autofocus của nó rất là good. Và cái mình phê nhất của Sony. Cái con A7F S Mark II này nó đang giảm giá khoảng 2.000, nhưng mà nó đang sắp ra A7S 3 rồi, cho nên là mình không có mua đâu, mình chờ. Ôi, con này phê này. Con này mình tính đang lấy con này, nhưng mà nó lại sắp ra con Sony A6400 rất này. I have a small question. Is the Sony A6700 gonna come out? That we do not know yet. Oh, not know yet. We still have to wait for the announcement in September, October. Oh, September or October. Yes. Okay. Because I would try to get the 6400, but now they said it's coming out the 67, so I gotta wait. There's rumors, but we have to wait to see. What's yeah. Right. All right then. Thank you, brother. Yes, thích con này lắm. Làm con bi cam thôi, nhưng mà con này good lắm. Sờ nó mân nó mà đã cả tay. Quê. Con này mà nhìn vào cái lỗ này của nó thì cứ gọi là phê lòi mắt. Đây mấy cái con bé tí tẹo này mắc như quỷ. Con này là Sony RX 100 Mark 7. Mình vừa mới mua cách đây một tuần để quay giải US Open đây. Nó good lắm các bạn ạ.
bởi vì là nó quay được đủ thứ, chỉ có cái nó tận ngàn hai cộng thuế là ngàn ba nữa, cho nên là đối với các bạn nào on budget thì con này hơi khó nhằn tại vì nó mắc như quỷ, nhưng mà chơi tốt lắm. Nói chung hiện nay mình chỉ dùng hàng của Sony thôi, chứ còn Canon thì là mình đã nước bay nó từ lâu rồi. Dù Canon bây giờ người Canon ngay bên cạnh mắng nó chửi chết. Canon thì có con EOS R cũng khá là good, tận 30 chấm, dùng phê lắm nghe nói thế, nhưng mà mình không quan tâm đồ Canon bởi vì Canon là đồ rẻ, đồ cho dân amateur thôi. Ngày xưa hồi mình mới qua Mỹ mình cũng làm con Canon, nhưng mà cứ quay lên rồi nhìn so sánh với cả khác thì thấy nó buồn bởi vì nó quá xấu. Đây này, cái con Canon EOS R này là mình đang thích lắm. Con này ở đây nó giá 2.200. Con này OP. Đây là OP không phải O. OP là đồ vứt đi. Đây này, cái con O mà mình thích đây này. Trời ơi, nó tận 2.900. Con này mới là con mình đang thích này. Nó là full frame các bạn ạ. Mình thích con này lắm. Nó lại còn có cái ring này nữa. Cái ring này là control điều chỉnh ISO, aperture hoặc là cứ được. Mình thích con này lắm. Nhưng mà còn đang suy nghĩ tại vì chờ con Sony 6700 nó chuẩn bị ra. Con đấy mà ra thì chắc kiểu gì mình cũng bổ nó ngay. Vì nó hút dã man. Cái con này thì nó tận hơn. Con này chơi, làm chơi cái lót được của cái màn hình đập lên đập xuống này. Sorry. Con này hay quá. Con này mình sẽ về coi review trên YouTube. Mình có thể mình chơi con này. So the reason why I like the Canon one is that when you set it up on a tripod and you're recording yourself. Oh, right. Con kính này. Con kính này nhìn con nào cũng mắc. Còn 2.600 một con. Ôi dã man quá. That's an acceptable. Okay, cool. Yeah, I need. He's up there. Vừa được laptop vừa camera được. Túi mình không quan tâm lắm. Cái này là ống nhòm và các loại ống kính nữa. Cái này là ống nhòm sao. Chả hiểu để làm gì. Sao trên trời chứ có dưới mặt đất đâu mà nhòm. Thế thôi, lại loại là như thế. Các bạn mà muốn xem thêm chi tiết thì xem
gần đây. Đi chơi thoải mái. Excuse me sir, thank you. Sang đây mà chơi, đã hồ đồ. Ôi, con này đi DJI, quê quá. Cái DJI này nhìn quê quá. 150, not that bad. Mấy cái đồ camera này cho con nít chơi. Ôi, mình thích con gimbal này này. Con này mới ra. Con này mới ra nhìn đã luôn. Nhìn nó đã luôn mà vừa tay. Cầm nó như khẩu súng ấy, bắn bòm bòm. Nhưng mà dùng nó tốt lắm. Nhưng mà mình chưa kế hoạch mua con này vì mua chẳng biết làm gì. That guy has a Osmo pocket, right? Yeah. It's a small pocket one that fits in there. So what is he doing? Just filming? Yeah. Bên này có một đống ND filter. Bên này là drone. Trông như con chuồn chuồn. Nó đùng. Rồi thế thôi, thì đây là kết thúc phần giới thiệu cửa hàng DNS Pro trên đường số 9, cắt Second Street tại thành phố New York. Hẹn các bạn ở các chương trình tiếp theo. Các bạn cố gắng nhấn subscribe bên dưới góc này này để có thể theo dõi các video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào thân ái và quyết thắng. Bye.